Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món mướp khía xào thịt bò cho gia đình của mình ăn bữa trưa. Sẵn đó mình sẽ quay lại gửi đến cho các bạn xem cho vui nha. Thì đây là hai trái mướp mình mua ở chợ người Việt Nam. Đó, thì chừng này khoảng chưa tới ký đâu các bạn ha, khoảng 800 gram đó. Thì ở đây là hành lá nè, ở đây là hành tây tím nha các bạn. Đó, không phải củ hành tím mà củ hành tây, nó màu tím. Mình xào với thịt bò với mướp rất là ngon. Thì đây khoảng 2 tép tỏi, rồi một củ hành tím ta nè, hành tím của mình bình thường đó. Rồi, ở đây là thịt bò nè các bạn. Thì mình cắt, mình lấy khoảng 1 bao thịt bò thôi nha các bạn. Tại thịt bò này mình ra chợ mình mua nó hơi có chút xíu xương nè. Chút xíu nữa mình sẽ lọc ra, mình cắt, mình lấy lát mỏng mỏng mình xào nha. Rồi đây là bột bắp, rồi dầu ăn, rồi tiêu, rồi muối. Ở đây là nước mắm, bột nêm nè các bạn. Rồi một chút xíu dầu hào nha các bạn. Rồi gia vị của mình hôm nay chỉ có như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ cắt mỏng mỏng lát thịt bò này ra để mình ướp, mình xào với mướp khía nha các bạn. Thì khi mình mua thịt bò hay tôm hay cá gì ở Mỹ thì các bạn ở bên Việt Nam nói là mình cho các bạn biết giá và đổi ra tiền Việt Nam như thế nào luôn. Thì bây giờ mình quay cho các bạn xem giá mình mua miếng thịt bò này là khoảng 17 đô 74 sen cho 18 đô đi ha, thì khoảng gần 400.000 tiền Việt Nam cho gần 2 ký nha các bạn. Đó, 3 pound 95. Bây giờ mình sẽ cắt miếng thịt bò này ra nha các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắt miếng thịt bò này ra. Mình lấy khoảng 1 pound thôi, khoảng chưa tới nửa ký. Mình xào mướp là đủ rồi đó các bạn. Đó, mình lóc cái xương này ra. Thịt bò này nó có cục xương. Cục xương này thì mình để dành mình hầm súp, mình nấu phở ăn đó các bạn. Đó, mỗi lần có xương bò là để dành lại, cất trong tủ đá, thì khi nào mình nấu phở mình đem ra mình hầm cũng ngon lắm. Đó, mình sẽ cắt mỡ mình bỏ đi, tại gia đình của mình không có thích ăn mỡ đó. Đó, thịt bò mình lọc mình lấy chừng này nha các bạn, khoảng 1 pound đó. Rồi mình sẽ cắt một số xương này với thịt để mình dành mình nấu súp hay mình nấu phở gì đó. Bây giờ mình sẽ cắt thịt bò thì mình cắt ngang theo sớ như thế này để cho mình ăn cái thịt nó khỏi bị dai đó các bạn. Đó, cắt mỏng mỏng ha. Tím hành lá mình đã lọc vỏ rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra ha. Mình xào mướp thì mình cắt hộp hộp ra, nó xào lên nó sẽ ngon. Mình đừng có xay nha các bạn, mình xay thì nó nát. Như vậy là xào như vậy ok ha. Đó, hành tím này. Phải có một củ hành tím ta nó mới thơm các bạn. Thì mình băm hơi nhuyễn nhuyễn một tí nha các bạn. Đó các bạn ơi, phần hành và tỏi mình đã băm ra rồi. Bây giờ mình sẽ chia nửa ra. Một nửa thì mình để mình phi dầu, còn một nửa thì mình ướp vào trong thịt nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ướp phần thịt này nha. Thì chừng này khoảng hơn nửa ký thịt ha. Thì mình sẽ ướp vào trong này 1/4 muỗng cà phê muối. Đó, 1/4 nha các bạn. Ít hơn 1/4 một chút xíu. Rồi, nước mắm nè,
hai muỗng nước mắm nha các bạn, 2 teaspoon nước mắm. Đó, nước mắm thơm quá chừng luôn. Kế tiếp thì mình sẽ ướp 1 muỗng cà phê dầu hào. Đó, khoảng 1 teaspoon dầu hào nha các bạn. Đây là bột bắp. Mình cho khoảng chút xíu thôi, khoảng 1/4 muỗng cà phê bột bắp. Đó, ít thôi ha. Mình ướp như vậy để cho cái thịt bò của mình nó mềm mại ra chút xíu thôi. Đó. Về phần bột nêm thì mình sẽ ướp nửa muỗng cà phê bột nêm. Đó, khoảng nửa teaspoon bột nêm nha các bạn. Rồi, gia vị của mình đã ướp gần xong rồi đó, còn thiếu một ít tiêu. Rồi mình sẽ ướp vô trong thịt này khoảng 1 muỗng cà phê dầu ô liu nha các bạn. Đó, để cho cái thịt của mình nó mềm mại khi xào. Đó, phần thịt của mình đã ướp xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần thịt này lên nha. Chưa gì đã nghe mùi thơm rồi các bạn. Ngon ha. Trưa này lại có một bữa mướp xào nữa, thiệt là ngon. Ngày hôm qua thì được ăn thịt kho trứng với đường thốt nốt, quá là ngon luôn các bạn. Ăn tới sáng nay mình còn dậy, mình ăn sáng, mình lấy thịt kho trứng mình ăn tiếp. Đó, trộn lên đã đều ha. Rồi bây giờ là mình xào thôi. Đó, trong thời gian thịt đang ướp thì mình sẽ gọt mướp nha các bạn. Wow, con dao này chắc gọt không nổi rồi ha. Gọt nổi không? Mướp này mình thấy nhiều người người ta gọt, người ta vẫn còn để một chút xíu vỏ đó các bạn, để mình xào lên cho ăn cho nó giòn, nó ngon. Đó, mình cũng để chút chút vỏ nha. Thơm quá trái mướp. Ước gì mình trồng được mướp nha các bạn. Mấy năm trời rồi mình trồng mướp mà vẫn không được. Ở bên này khí hậu lạnh quá. Cái mướp đang bự về gọt xong còn có chút xíu hi. Wow, cái mướp gọt bao nhiêu lần thì mới đi hết vỏ các bạn. Wow, mình mà trồng được trái mướp mình hái vô mình cân lắm ha, không dám ăn luôn. Đó, tại vì cái gì trồng không được thì mình cảm thấy quý thì là quý, còn cái nào trồng nhiều thì ăn không hết. Như cà chua ở đây trồng rất là nhiều, ăn không hết phải đem mang qua hay ăn giùm, ăn bếp. Mướp rửa sạch rồi các bạn ơi, bây giờ mình cắt mướp thôi. Cắt mướp, không biết cắt kiểu gì đây các bạn. Ok, kiểu này ha. Bây giờ mình sẽ cắt mướp ra. Mình cắt cũng hơi dày dày chút xíu ha, cỡ này. Mình xào nó săn lại là ăn ok. Mướp ngon ha. Rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắt hành lá ra luôn. Rồi bây giờ đến lượt mình bắt chảo lên cho nóng, sau đó mình sẽ phi hành lên mình xào mướp nha các bạn. Bây giờ chảo đã nóng rồi đó, mình sẽ đổ dầu vô. Ok, chừng đó dầu đủ rồi ha. Đó. Cái chảo này nấu nhiều quá các bạn, nó hơi cong cong một chút xíu. Mình đổ dầu vô rồi, mình sẽ đợi mười mấy 20 giây cho dầu nó nóng lên, sau đó mình sẽ bỏ hành vô nha. Thơm thiệt là thơm.
Mình phi cái hành này lên cho nó vàng, vàng sơ sơ thôi nha các bạn, vàng thơm thôi là mình cho thịt vô là vừa rồi. Vàng chưa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy hành hơi vàng rồi ha. Sau khoảng hơn một phút mình xào qua xào lại thì cái hành này nó vàng lên. Đó, hành tỏi rồi hành tây tím. Đó, đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ đổ phần thịt này vô. Thơm ngào ngạt luôn các bạn ơi. Thịt này mình cắt cũng mỏng mỏng, mình cắt không có dày lắm cho nên xào cũng thời gian ít thôi ha. Cái xào lâu quá thì thịt này nó sẽ bị dai. Thịt bò thì mình xào không có lâu nha các bạn, mình xào khoảng 2 phút thôi. 2 phút là cái thịt này nó chín rồi. 2 cho đến 3 phút là cái thịt này nó chín là mình cho mướp vô mình xào. Thơm, rất là thơm các bạn ơi. Vô gần lại cho các bạn xem ha. Đó, thịt bò mình xào lên như vậy ăn sẽ mềm mại rất là thơm. Chút xíu nữa mình sẽ bỏ mướp vô nữa. Sau khi thịt bò mình xào khoảng được 5 phút đó các bạn, thì mình thấy thịt bò đã chín rồi ha. Đó, như vậy thì bây giờ mình sẽ cho một chút xíu đường vô. Mình sẽ cho 1/4 muỗng cà phê đường vô, 1/4 teaspoon nha các bạn. Đó, rồi mình trộn lên một lần nữa. Mình sẽ cho mướp vô nha. Đây, dĩa mướp thiệt là ngon đây. Giờ mình đổ hết vô trong này. Đó, hấp dẫn chưa? Wow. Cái này không phải mướp hương mà cũng nghe cái mùi mướp nó tươi đó các bạn. Xào lên chắc là thơm lắm đây. Wow, sẽ có món mướp xào. Chắc cả tháng rồi chưa được ăn mướp đó các bạn. Nguyên tháng này mình ăn toàn là bầu không à. Bầu mình trồng ở ngoài vườn đó, mình hái vô mình ăn. Đó, bây giờ hết mùa rồi. Mùa thu tới lạnh quá, dây bầu nó úa tàn rồi các bạn ơi. Wow, kìa gì. Thơm quá. Thèm ăn quá các bạn ơi. Các bạn ơi, sau khi mình bỏ mướp vô mình xào từ 3 cho đến 4 phút ha các bạn. Mình thấy cái mướp của mình nó đã săn lại rồi. Gia vị hồi nãy mình ướp như thế đó là vừa rồi nha các bạn. Thì bây giờ đã săn săn chút xíu rồi ha. Mình sẽ cho nửa cốc nước vào đây. Đó, nửa cốc nước này ha. Tại mấy đứa con của mình nó thích ăn có chút xíu nước ở trong thì mình cho vô. Thì nó sẽ mềm mại hơn mà có chút xíu nước để chan nha. Đó, bây giờ mình sẽ để cho mướp này nó sôi lên chút xíu rồi mình trộn sơ lại, mình nêm tiêu bỏ hành nữa là xong nha các bạn. Đó, nó sền sệt như thế này, mấy đứa nhỏ nhà mình mê lắm. Thì bây giờ đã xong ha các bạn, mình nếm thử nó ngon như thế nào. Mình sẽ bỏ hành vô nè. Đó, rồi trộn lên, tí tiêu vô. Giờ mình sẽ nếm thử cái nước xem đã vừa ăn chưa nha các bạn. Rất là ngon các bạn ơi, vừa ăn lắm nha. Đó, mình nêm thịt như thế đó là đã vừa rồi. Đó, tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha các bạn. Các bạn thích ăn nhạt hơn thì các bạn nêm nhạt hơn, còn như vậy là đã vừa rồi đó. À, mình đã nếm thử cái nước của mướp xào rất là vừa ăn rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng thịt nha. Miếng thịt với miếng mướp xem có ngon không. Mời các bạn. Mình ăn thử nha. Rất là ngon các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra dĩa cho gia đình của mình ăn. Đó. Wow, hấp dẫn quá các bạn. Thơm thiệt là thơm. Mình đã chia sẻ xong món mướp khía xào thịt bò.
Thì xào kiểu này ăn rất là ngon nha các bạn. Các bạn nhớ làm cho gia đình của mình thưởng thức nha. Mấy đứa nhỏ nhà mình đang đợi ăn cơm đó. Hôm nay mình sẽ ăn món mướp khía xào này với cánh gà chiên nước mắm và một ít rau cải salad nữa các bạn. Vậy là đủ rồi đó. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.